Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của ZenTT Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình mở port trên router Cisco, hay còn gọi là NAT port hoặc là port forwarding. Trong thực tế thì khi mà chúng ta cần public một dịch vụ nào đó như là một website, camera, một ứng dụng nào đó thì chúng ta sẽ cần phải mở port để có thể truy cập được từ Internet. Đối với các dịch vụ khác nhau thì cách cấu hình sẽ giống nhau, các bạn chỉ cần thay đổi port cho dịch vụ đó là được. Trong bài lab này thì mình sẽ mở port 80 cho dịch vụ web HTTP. Mình đang dựng một mô hình đơn giản gồm một router Cisco với hai đường Internet. Bên dưới thì mình chỉ dựng một mạng LAN, trong đó có một server web. Mình sử dụng IIS của Windows với size mặc định của Win để test. Trong mô hình chúng ta sử dụng chính IP đấu nối trên các cổng WAN để NAT. Mình sử dụng hai đường WAN và sẽ NAT ra cả hai đường này. Do trên router Cisco khi mà NAT một dịch vụ mà có cùng suộc thì chúng ta cần cấu hình thêm option trên NAT. Trước khi NAT thì các bạn cần phải đảm bảo dịch vụ có thể truy cập được local thì chúng ta mới NAT thành công được nhé. Các bạn có thể truy cập vào dịch vụ để test hoặc có thể check port bằng telnet. Dịch vụ web trong local của mình đã ok. Ok, để cấu hình NAT trên router Cisco thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần một câu lệnh là xong. IP NAT inside suộc static. Sau đó chỉ định giao thức các bạn đang sử dụng là gì. Mình đang NAT port 80 nên nó sẽ là TCP. Tiếp theo các bạn chỉ định IP và port local. Trong ví dụ của mình là 192.168.0.100, port local là 80. Sau đó là IP public và port public. Port public thì mình vẫn sử dụng port 80. Với các dịch vụ khác thì các bạn chỉ cần cấu hình đúng port là được. Bình thường thì chúng ta chỉ cần cấu hình đến đây là ok rồi. Mình sẽ thử luôn cho WAN 1. Mình đã truy cập được dịch vụ web. Mình sẽ show lại ở trên router. Các bạn có thể thấy dòng lệnh mình vừa nhập vào đã có thêm option extendable. Thuộc tính extendable này cho phép chúng ta cấu hình NAT port trên nhiều interface khác nhau với cùng một suộc. Như trong ví dụ này là mình đang NAT cùng một server ra hai WAN khác nhau. Do vậy sẽ cần phải có thuộc tính extendable này. Như file OS mình đang sử dụng là ảo hóa. Do vậy thì router sẽ tự động thêm option này vào các câu lệnh NAT. Tuy nhiên thì ở một số dòng router sẽ không tự động. Do vậy khi các bạn gõ lệnh cho cổng WAN thứ hai mà bị lỗi thì các bạn chỉ cần thêm extendable vào là được nhé. Mình không rõ các dòng router hay phiên bản OS nào thì router sẽ tự động thêm option vào. Với một WAN thì các bạn thêm extendable vào cũng không sao. Mình sẽ test với WAN 2. Mình cũng đã truy cập được vào web qua IP của WAN 2. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình NAT port trên router Cisco. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào khác thì hãy để lại comment nhé. ZenTT Shop sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để nhận thêm các video mới nhất từ ZenTT Shop bạn nhé.